Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, giọng đọc Lãm, tập 51. Trong phòng cất đồ, Cố Khê nhìn mớ đống hộp lớn hộp nhỏ, thùng lớn thùng nhỏ trên mặt đất mà lo lắng. Nhiều đến như thế này thì phải ăn đến năm nào tháng nào đây? Một người từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cậu, ghé vào lỗ tai của cậu nói: "Những thứ này đều là do ba của anh và chú Triển bảo bọn anh mang về. Bọn họ nói thân thể của em không tốt, mà thân thể của bác trai bác gái cũng không khỏe, nên bảo cầm về cho mọi người tẩm bổ." Cố Khê xoay người lại, cực kỳ khiếp sợ, lắp bắp nói: "Bác trai mới ra viện, sao không để lại cho bác bồi bổ?" Kỳ Thiệu Bắc cắn nhẹ lên môi của Cố Khê một cái, cười nói: "Trong nhà không thiếu những thứ này, bọn họ biết đứa nhỏ xảy ra chuyện nên rất lo lắng." Cố Khê có một loại kích động được quan tâm mà run sợ. Cậu không dám suy nghĩ về chiều hướng ham cụ sẽ thay đổi thái độ với cậu. Kiều Thị Bắc lại hôn Cố Khê một cái, nói: "Lần này chú Triển dạo quanh cửa địa ngục một vòng rồi trở về, có lẽ đã nhận ra được rất nhiều chuyện. Tiểu Hà, anh và Tô Nam không ép buộc em chấp nhận bọn họ. Nói cho em biết điều này, chỉ là muốn em không cần phải lo lắng. Không ai có thể ngăn cản chúng ta sống cùng nhau. Nếu bọn họ thật tâm chấp nhận em, tụi anh sẽ mang em và các con về nhà ăn với bọn họ một bữa cơm. Còn nếu như bọn họ không phải là thật tâm, thì sau này tụi anh sẽ không để cho em và các con nhìn thấy bọn họ hay chịu bọn họ ức hiếp nữa. Tiểu Hà, anh và Tô Nam chỉ cần người một nhà chúng ta hạnh phúc là đủ rồi. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý đâu." Môi của Cố Khê giật giật, sau khi tâm tình hỗn loạn bình tĩnh một chút, cậu mở miệng: "Em không có gì là miễn cưỡng. Cha mẹ vẫn luôn là cha mẹ, vốn chuyện gì chúng ta rất khó có thể để cho người ta chấp nhận. Anh và Tô Nam không cần phải sợ em bị thiệt thôi. Em là đàn ông, nào có thiệt thôi hay là không thiệt thôi. Còn về phía Dương Dương và Nhạc Nhạc, cứ từ từ nói với bọn nó nhất định có thể chấp nhận." Lại hôn Cố Khê, Kiều thì bắt cười cười: "Cho dù không phải vì em, thì anh và Tô Nam cũng phải lo lắng cho Dương Dương và Nhạc Nhạc. Không ai có thể làm cho con của bọn anh phải chịu thiệt thôi, cho dù đó là người nhà của bọn anh đi nữa. Tiểu Hà, hứa với anh, không cần vì thái độ của hai ông cụ mà phiền não và lo lắng nữa." Cố Khê nở nụ cười, cầm tay của Thiệu Bắc: "Em không có phiền não. Phiền não duy nhất là cái bụng của mình vẫn chưa có tin tức gì." Kiều Thiệu Bắc yên tâm, bọn họ sẽ không ép buộc cha mẹ chấp nhận Cố Khê và các con, cũng đồng dạng sẽ không ép buộc Cố Khê và các con chấp nhận cha mẹ bọn họ. Bọn họ cũng biết kẹp ở giữa rất khó xử và buồn bực, nhưng có việc có thể thỏa hiệp nhượng bộ, nhưng cũng có việc bọn họ tình nguyện bị kẹp ở giữa. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng Cố Khê lại nghĩ rất đơn giản. Ham cụ chịu ăn cơm, ăn sủi cảo do cậu làm, có nghĩa là ham cụ đã chịu bước ra một bước, thế nên cậu tất nhiên cũng sẽ bước ra một bước. Có lẽ quá trình có chút khó khăn, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Có lẽ sau này không thể quan hệ thân mật như những gia đình bình thường khác, nhưng chỉ cần có thể sum họp là cậu đã rất thỏa mãn. Nhìn thấy hy vọng sáng rực ở trong mắt của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc nhìn không được, ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn thật sâu. Cố Khê của hắn, Tiểu Hà của hắn, mười mấy năm trôi qua, sau khi chịu rất nhiều tổn thương cùng cực khổ, Tiểu Hà của hắn vẫn trong sáng như vậy, sạch sẽ như vậy, làm cho hắn không kìm được mà sa vào trong đó. "Tiểu Hà!" Âm thanh khàn khàn, mang theo khẩn cầu. Chờ buổi tối. Anh chờ không kịp. Bọn nhỏ ở đây. Buông Cố Khê ra, Kiều Thiệu Bắc đau khổ áp chế dục vọng của mình. Đúng vậy, bây giờ hắn đã làm ba của người ta, không thể tùy tiện gây rối được. Cố Khê cười cười, xoay người bắt đầu sắp xếp các hộp thuốc bổ. Một góc ở trong lòng, thở vào một hơi. "Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn được. Ba không có cần đút đâu. Tay của con bị thương mà, để ba đút cho. Con còn có tay trái mà, ba, con tự ăn được."
Ngồi bên bàn cơm, Cố Khê mỉm cười, nhìn một màn ba cha con tranh chấp về vấn đề ăn cơm. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ thẳng đến chiều mới thức dậy. Sắc mặt của Dương Dương đã tốt lên rất nhiều. Bất quá vì cánh tay bị đau, nên so với Nhạc Nhạc thì sắc mặt của nhóc vẫn còn rất tái nhợt. Cố Khê hầm canh sương, Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc đặc biệt phân phó người hầu làm một bàn đầy những món ngon để cho hai đứa nhỏ ăn tẩm bổ. Tay phải Dương Dương không thể cử động. Lúc ăn cơm, Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc tự nhiên sẽ đút cho nhóc ăn. Bất quá hôm nay bị ba ba ôm ra khỏi bệnh viện đã khiến cho Dương Dương rất là thẹn thùng, nên hiện tại nói cái gì cũng không để cho ba ba đút ăn. Nhóc và Nhạc Nhạc từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu tự ăn cơm. Bây giờ đã lớn như thế này rồi còn để cho ba ba đút ăn, nếu bị các bạn biết được thì sẽ bị chê cười mất. Bé bảo bối, tay của con không thể cử động, ba đút con ăn cơm là chuyện bình thường mà. Nào, há miệng ra. Triển Tô Nam múc một muỗng canh đưa đến bên miệng của Dương Dương. Cả gương mặt nhỏ nhắn của Dương Dương đỏ bừng, nhóc đưa đầu ra xa, lập tức kháng nghị. Ba, con không phải là bé bảo bối, bà không được gọi con như thế. Con có thể tự ăn được, tay trái của con có thể cầm đũa mà. Nói xong, Dương Dương nhìn về phía ba ba cầu cứu. Được ba Triển và ba Kiều yêu thương, thật sự rất hạnh phúc. Thế nhưng, nhóc đã lớn rồi. Kiều Thiểu Bắc kéo mặt của Dương Dương về phía mình, không để ý đứa nhỏ ngượng ngùng, lại đút tới một muỗng cơm. Ngoan, ba sẽ không gọi con là bé bảo bối. Bất quá trước khi cánh tay của con lành lại, ba sẽ đút cơm cho. Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn được mà. Đột nhiên Dương Dương rất hối hận vì mình đã lỗ mãng mà làm cho cánh tay bị thương. Nhạc Nhạc ở một bên, vô cùng quá đáng mà cười ha ha. Ông bà Từ cũng cười rất vui vẻ. Cố Khê lên tiếng. Tô Nam, Thiệu Bắc, để cho Dương Dương nó tự ăn đi. Nếu nó không ăn được, thì các anh lại đút. Vừa nghe ba ba nói giúp mình, Dương Dương nhanh chóng cầm lấy đũa của mình, gật gật mạnh đầu, nói. Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn được. Dứt khoát, nhóc dùng tay trái cầm đũa, vững vàng mà gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tay trái của con có thể cầm đũa. Triển Tô Nam và Kỳ Thiểu Bắc nhìn thấy thế, thật sự là ngây ngẩn cả người. Hai người nằm miệng một lời. Con có thể dùng tay trái cầm đũa. Dương Dương gật đầu, Nhạc Nhạc vừa cười vừa trả lời. Con và anh đều có thể dùng tay trái cầm đũa. Tiếp theo, bé chuyển đũa sang tay trái, rồi gấp một miếng đậu bỏ vào miệng của mình. Dương Dương nói tiếp. Trên sách nói, tay trái là huấn luyện cho não phải, tay phải huấn luyện cho não trái. Con và Nhạc Nhạc luyện tập một thời gian rất lâu mới có thể cầm đũa cả hai tay. Vì vậy, ba Triển, ba Kiều, con có thể tự mình ăn cơm được. Trong lòng của Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc lập tức trào lên niềm tự hào và kiêu ngạo. Phải biết rằng, bọn họ cũng không thể dùng tay trái cầm đũa. Chỉ thấy Dương Dương cầm đũa gấp thức ăn rất là thuần thục. Nhạc Nhạc cũng không đổi tay, cùng anh hai dùng tay trái. Bà Tư nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc, nói. Trong 2 năm, ngoại trừ là viết chữ ra, còn làm bất cứ việc gì, bọn nó cũng đều dùng tay trái. Nó là muốn rèn luyện não phải, chúng ta cũng không hiểu biết, cho nên là cũng không có xen vào. Có ích, đương nhiên là có ích, bằng không sao con của cháu lại thông minh như vậy chứ? Triển Tô Nam không hề khiêm tốn mà nói, sau đó xê qua hôn lên mặt của Dương Dương một cái. Dương Dương đang uống canh, thiếu chút nữa là đã bị sặc. Hôn Dương Dương cũng không thể bỏ qua Nhạc Nhạc. Kiều Thiểu Bắc đứng lên, đi đến bên người của Nhạc Nhạc, khom người hôn xuống. Rồi nhìn gương mặt hồng hồng của hai đứa nó, nói. Con trai, vì thưởng cho các con đã dũng cảm cứu người, ba quyết định sau lễ sẽ dẫn các con đi biển. Ánh mắt của Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức phát sáng. Kiều Thiểu Bắc thật tự nhiên mà ôm lấy Cố Khê, cũng đang kinh ngạc, nói với ông bà Từ. Bác trai bác gái, cháu và Tô Nam muốn dẫn Tiểu Hà và bọn nhỏ đi biển chơi vài ngày. Đến lúc đó... Lời của hắn còn chưa nói xong, bà Từ đã lập tức nói. Các cháu cứ đi đi, không cần phải để ý đến hai ông bà già này. Đã bận rộn 1 năm, các cháu cũng nên dẫn Tiểu Hà và bọn nhỏ ra ngoài thả lỏng một chút. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc thật cảm kích vì sự thấu hiểu của bà Từ.
Kiều Thừa Bắc nói. Bọn cháu định là ngày mùng 6 đi, ngày 14 trở về. Ngày 15 cả nhà chúng ta đón Tết Trung Nguyên. Bọn cháu cũng đã nói với hộ sĩ, trong khoảng thời gian bọn cháu đi vắng, thì hai hộ sĩ sẽ ở lại đây để chăm sóc cho hai bác. Không cần, không cần. Bà Từ liên tục xua tay. Thân thể của bác trai đã khỏe rất là nhiều rồi, ta có thể chăm sóc cho ông ấy được. Các cháu không cần phải vội vã trở về đón Tết Trung Nguyên với chúng ta, cứ thoải mái mà vui chơi đi. Triển Tô Nam nói chen vào. Ngày 15 về là vừa, vì ngày 17 Dương Dương và Nhạc Nhạc khai giảng, lúc đó cũng phải trở về. Bên phía hộ sĩ, tụi cháu đã nói chuyện rồi, các cô ấy ở lại đây, bọn cháu ra ngoài cũng sẽ yên tâm hơn. Bác trai, bác gái, việc này cứ quyết định như vậy đi. Trong khoảng thời gian tụi cháu không ở nhà, hai bác quản lý nhà cửa giùm tụi cháu. Kiều Thiệu Bắc đã nói như thế, ông bà Từ rất cảm động mà tiếp nhận sự an bài của bọn họ. Trong lòng lại có chút hổ thẹn. Việc đi biển chơi, trước đó Cố Khê cũng không biết. Bất quá thấy Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, còn có bọn nhỏ, đều đang rất hưng phấn. Cậu cũng không phát biểu ý kiến của mình. Muốn đi ra ngoài chơi, nhất là đi biển. Miệng bàn Dương Dương và Nhạc Nhạc có bao nhiêu hưng phấn. Đến nỗi Dương Dương cũng cảm thấy cánh tay của mình không có còn đau nữa. Ăn cơm xong, Dương Dương và Nhạc Nhạc trốn trở về phòng, không biết là làm cái gì. Bà Từ lặng lẽ kéo Cố Khê vào trong phòng, có chuyện muốn nói với cậu. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Thấy trên mặt của mẹ có tia khó xử, Cố Khê lo lắng hỏi. Bà Từ nắm lấy tay của Cố Khê, thấp giọng nói. Tiểu Hà, mẹ với ba của con đã thương lượng với nhau. Chúng ta thừa dịp lần này anh cả và anh hai của con tới đây, chúng ta sẽ theo bọn họ trở về quê. Mẹ! Trái tim của Cố Khê nháy mắt đập nhanh một chút, vội vàng hỏi. Sao lại muốn về quê? Có phải ở đây không được thoải mái không? Vừa nghe Cố Khê hiểu lầm, bà Từ vỗ vỗ tay của Cố Khê, nói. Không phải, không phải. Mẹ với ba của con ở đây cũng khá lâu rồi. Tuy Tô Nam và Thiệu Bắc vẫn luôn gọi chúng ta là bác trai, bác gái, cũng thật tâm coi chúng ta là người thân, mà chúng ta cũng rất thích bọn họ. Hai người bọn họ đối với con tốt, đối với Dương Dương và Nhạc Nhạc tốt. Bà mẹ cũng rất an tâm. Nhưng Tiểu Hà, vốn trách nhiệm phụng dưỡng chúng ta là của anh cả và anh hai con, hiện giờ không thể chỉ bắt một mình con chịu trách nhiệm này được, mà còn bắt cả Tô Nam và Thiệu Bắc cũng lãnh phần trách nhiệm này. Một năm qua, trong lòng mẹ và ba con đều cảm thấy có lỗi với bọn họ. Cố Khê nắm chặt tay của mẹ, trong lòng lướt qua chua xót. Bà Từ thở hắt ra, cũng có chút mất mát mà nói. Bà mẹ biết con hiếu thuận, nhưng mà hiện tại không chỉ có một mình con sinh sống với Tô Nam và Thiệu Bắc thì cũng phải nghĩ đến cảm nghĩ của họ. Gia đình của chúng ta đã làm phiền họ nhiều lắm rồi. Anh cả, anh hai của con hoài chí mạng mạng, có người nào mà không để cho bọn họ quan tâm đâu. Ngay cả ba con, nếu không có bọn họ thì có lẽ sớm. Bà Từ lắc lắc đầu. Không thể làm phiền bọn họ nữa. Thân thể của ba con, trừ lúc đi đường còn có hơi bất tiện, đã không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta cũng nên quay trở về thôi. Từ khi chúng ta tới đây, Tô Nam và Thiệu Bắc gần như đều ở bên cạnh, rất ít ở cùng với cha mẹ của bọn họ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu đến các con. Thời gian trôi qua, khẳng định trong lòng cha mẹ bọn họ sẽ rất khó chịu. Tiểu Hà, hiện tại và tương lai của con, ba mẹ không thể giúp con được cái gì, nhưng không thể lại cản trở con được. Chúng ta có thể ở đây chơi vài ngày, nhưng nếu ở quanh năm suốt tháng thì không thích hợp. Cố Khê không biết phải mở miệng giữ ba mẹ lại như thế nào. Nếu chỉ có mình cậu, cậu tuyệt đối sẽ không để cha mẹ rời đi. Tuy cậu không phải là con ruột của họ, nhưng cậu đã từng thề sẽ hiếu thuận với bọn họ cả đời. Nhưng mà hiện tại cậu không chỉ có một mình. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không có nghĩa vụ thay cậu hiếu thuận với cha mẹ, nhưng cậu cũng không muốn cứ để ba mẹ trở về như thế này. Ở thời điểm cậu khó khăn nhất, ba mẹ rộng lượng cưu mang cậu. Mười mấy năm qua, không một câu oán hận mà chăm sóc cậu và hai đứa nhỏ. Hiện giờ cuộc sống của cậu đã tốt hơn, lại phải bỏ cha mẹ, cậu không có chịu đựng được. Bà Từ sờ sờ đầu của Cố Khê một cách từ ái, không sao cả mà nói.
Ba mẹ vốn là ông già, sống ở nông thôn. Nếu không phải dính một chút ánh sáng của con, sao chúng ta có thể đến danh hải được? Còn có thể sống ở đây một năm nữa, chớ nói chi là sống trong biệt thự. Trở về quê, không biết có bao nhiêu người phải hâm mộ. Sau này con nhớ chúng ta, thì dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc về quê thăm chúng ta là được. Mạn mạn ở danh hải, hai chú cháu các con có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ba mẹ trở về quê cũng yên tâm. Cố Khê cắn chặt khớp hàm, hai tay dùng sức ôm lấy mẹ. Mẹ, thật xin lỗi. Đứa ngốc này, có cái gì mà phải xin lỗi chứ? Bà Tư áp chế thương cảm khi phải chia lìa, đang dâng trào trong lòng, ôm chặt Cố Khê. Cuộc sống của con và bọn nhỏ được yên ổn, ba mẹ chẳng còn lo lắng. Tiểu Hà, con phải biết yêu thương chính mình, đừng đem đắng cay nuốt hết vào trong bụng rồi chịu đựng một mình. Phía bên nhà Tô Nam và Thiệu Bắc, con cũng đừng ép buộc chính mình. Con ép buộc chính mình cũng sẽ khiến cho Dương Dương và Nhạc Nhạc phải chịu thiệt thòi theo. Con không nói, trong lòng mẹ cũng vẫn hiểu. Nếu không thể thay đổi thì cứ coi như không biết. Con chỉ cần sống vui vẻ với Tô Nam và Thiệu Bắc là tốt rồi. Bọn họ tìm được con trở về, nếu còn để cho con chịu thiệt thòi nữa thì mẹ không có giao con và bọn nhỏ cho hai người bọn họ đâu. Cố Khê thống khổ mà nhíu chặt mày, nghẹn ngào nói: Mẹ, chuyện này mẹ khoan nói với anh cả và anh hai đã. Mẹ để con suy nghĩ một chút. Con sẽ không để cho Tô Nam và Thiệu Bắc khó xử, nhưng con cũng không thể để cho ba mẹ trở về như thế. Bà Tư vỗ vỗ lưng của Cố Khê, rồi tách người ra khỏi lồng ngực của cậu, nói: Hai lão già chúng ta đã sống ở đây quá lâu, cũng nên trở về. Tiểu Hà, việc này ba mẹ đã thương lượng ổn thỏa rồi. Hết Tết thì sẽ đi theo anh cả và anh hai của con trở về. Thấy Cố Khê rất khổ sở, bà Tư nở nụ cười nói: Thì con cứ coi giống như là Mạn Mạn vậy, thi đỗ đại học nên phải đi xa để học. Cố Khê vẫn nói câu kia: Mẹ, mẹ cho con suy nghĩ một chút. Bà Tư không nói gì nữa, gật gật đầu, bất quá trong lòng đã có quyết định. Từ trong phòng của mẹ đi ra, Cố Khê đi thẳng lên lầu. Triện Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc đang nói chuyện phiếm và xem TV với ông Từ ở trong phòng khách. Thấy bà Từ lại đây một mình, Triện Tô Nam hỏi: Tiểu Hà đâu rồi ạ? Bà Từ ngồi xuống, sắc mặt rất bình tĩnh nói: Nó lên lầu rồi, nói chút nữa sẽ xuống. Hai người cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục nói chuyện phiếm với ông Từ. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Khê và hộ sĩ, ông Từ chỉ còn đi đứng hơi bất tiện, nói chuyện hầu như đã trở nên bình thường, chỉ có là có chút chậm. Thấy bọn họ trò chuyện rất là vui vẻ, bà Từ cố bỏ qua một chút thương cảm trong lòng, lấy cái rổ nhỏ của mình qua, chuyên tâm đan sợi. Trong phòng, Cố Khê ngồi trước bàn trang điểm, nhíu mày trầm tư. Ông bà Từ không chỉ cho cậu tình thương của cha mẹ mà cậu chưa bao giờ nhận thức được, cũng là dũng khí để khi đó cậu có thể tiếp tục kiên trì. Lúc đó, cậu mang theo Dương Dương và Nhạc Nhạc đến một nơi không quen biết ai để sinh sống. Bọn họ đã ra tay giúp đỡ cậu, so với đưa than sưởi ấm ngày tuyết còn quý giá hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu vĩnh viễn đều quên không được lúc cậu gõ cửa, mẹ đi ra mở cửa, trong mắt mẹ là thương xót cho một người xa lạ. Sau đó ba mẹ giúp cậu chăm sóc Dương Dương và Nhạc Nhạc, để cậu có thể an tâm mà ra ngoài bày hàng quán, cũng cho Dương Dương và Nhạc Nhạc một chỗ có thể che mưa tránh nắng. Phần ân tình này cả đời cậu cũng không thể trả hết. Nếu đã như thế thì sao để cha mẹ trở về đây? Cố Khê khó xử mà cha cha sát mặt của mình. Anh cả và chị dâu cả, cả ngày bận rộn công việc. Mà bên anh hai, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ giao cha mẹ cho anh chị hai chăm sóc. Cho dù hiện tại, chị dâu hai đã thay đổi, nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Cha bệnh nặng một hồi, tuy nó hiện tại đã không đáng ngại, nhưng làm sao có thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó không có cậu ở bên cạnh, các anh chị có thể xử lý tốt không? Mười mấy năm này, cậu đã quen có cha mẹ bên cạnh, đã quen với ba mẹ là nhà. Ý nghĩa của ba mẹ đối với cậu hoàn toàn khác biệt với Tô Nam và Thiệu Bắc. Lời mẹ nói rất có lý, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới việc ba mẹ là phải về quê, trong lòng của cậu rất trống vắng, hoang mang rối loạn. Ngồi yên một chỗ, Cố Khê kéo hộp bàn ra,
tìm kiếm thẻ ngân hàng mà Triển Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc đã cho cậu. Rồi đứng dậy, cầm túi của mình qua, đem tấm thẻ bỏ vào. Hít sâu mấy hơi, nhìn vào gương xem có nét mặt của mình có gì khác thường hay không. Rồi Cố Khê mở cửa đi ra ngoài. Đi đến đầu cầu thang, cậu nghe thấy tiếng cười của Triển Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc vang ra từ trong phòng khách. Còn có tiếng nói chuyện của cha mẹ. Cố Khê càng thêm kiên định với quyết định vừa rồi của mình. Buổi tối thời điểm trước khi đi ngủ, Kiều Thiếu Bắc thuận miệng hỏi Cố Khê, bà Từ tìm cậu có chuyện gì? Cố Khê nói, mẹ chỉ tìm cậu bàn về việc lễ Tết. Kiều Thiếu Bắc và Triển Tô Nam cũng không có nghi ngờ gì. Đêm khuya, Cố Khê nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của hai người bên cạnh, hai mắt không hề buồn ngủ mà nhìn trần nhà. Chuyện của mười mấy năm trước, chẳng biết sao lại từng chuyện cứ hiện về trong đầu. Trong mưa gió tầm tã, cả người của cậu ướt đẫm ở dưới mái hiên. Rồi cậu nhìn thấy trong màn mưa, mẹ đang che dù đi đến tìm cậu. Nói cậu không có mang theo dù, sợ cậu không thể về nhà. Ngày đó, quần áo của mẹ gần như ướt đẫm. Lúc về đến nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa mới 6 tháng tuổi đang nằm ở trên giường ngủ say. Cha thì đi lấy khăn tắm và nước ấm cho cậu. Nhắm mắt lại, Cố Khê há to miệng, hít khí trong im lặng. Không thể cứ để cha mẹ trở về như thế. Gần như cả một đêm không ngủ, lúc rời giường sắc mặt của Cố Khê rất tái nhợt, hơn nữa còn bị ho. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thấy thế liền nhíu mày, nhớ đến lời dặn dò của Angela, rồi nghĩ bệnh cũ của Cố Khê lại tái phát, nên hai người buộc Cố Khê nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Triển Tô Nam đi bưng bữa sáng cho Cố Khê, còn Kiều Thiệu Bắc thì đi bảo người hầu nấu canh tuyết lê cho Cố Khê. Từ khi Cố Khê quyết định vì Triển Tô Nam sinh em bé, thì cậu không còn dùng bất cứ loại thuốc nào nữa. Cho dù thân thể của cậu không thoải mái, cậu cũng tuyệt đối không uống thuốc. Cũng biết mình không thể sinh bệnh. Cố Khê im lặng mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hai tay đặt ở trên bụng. Cố Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến chuyện tối qua. Bên ngoài, truyền đến tiếng còi xe hơi, Cố Khê liên tục hồi phục lại tinh thần. Có người đến đây. Cậu sóc chăn, xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sau đó, cậu lập tức đi đến trước tủ quần áo, thay quần áo. Vợ chồng Ngụy Hải Trung đến đây. Chú Ngụy, cô nghe. Dương Dương, cánh tay khỏe chưa? Dạ, tốt hơn nhiều rồi. Bác trai, bác gái, buổi sáng tốt lành. Ừ, buổi sáng tốt lành. Xách túi lớn túi nhỏ, Ngụy Hải Trung và Nghe Hồng Nhạn đã mang thai hơn 7 tháng, đi vào biệt thự. Triển Tô Nam tiến lên cầm bớt đồ trên tay của Ngụy Hải Trung. Nhạc Nhạc rất là hiểu chuyện mà đi đến dìu cô Nghe đến ghế sofa ngồi xuống. Kiều Thiệu Bắc từ trong phòng bếp đi ra, Ngụy Hải Trung vừa cười vừa giải thích mục đích của hai người bọn họ đến đây. Cánh tay của Dương Dương bị thương, anh với chị dâu của cậu ghé thăm một chút, thuận tiện mang cho bọn nhỏ một ít bánh kẹo. Anh nghe nói Dương Dương và Nhạc Nhạc đã bị các cậu cấm túc. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngượng ngùng cúi đầu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mỗi người ôm một đứa ngồi xuống, nói: xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn nó cũng không có nói, còn cố ý giấu giếm nữa, đương nhiên là phải phạt. Nghe Hồng Nhạn cười nói: Dương Dương và Nhạc Nhạc làm chuyện tốt mà, các cậu phải thưởng cho mới đúng chứ, tại sao lại phạt? Nói xong, cô mở mấy cái túi mà Ngụy Hải Trung mang đến ra, nói: Dương Dương, Nhạc Nhạc, các cháu làm rất giỏi, cô chú rất tự hào về các cháu. Chú Ngụy mua cho các cháu rất nhiều đồ ăn đặc sản ở Danh Hải nè, lại đây ăn đi. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc buông con trai ra, đẩy đẩy bọn họ, trên mặt mang theo ý cười cưng chiều. Ngụy Hải Trung mua vài loại đồ ăn vặt như bánh, cháo bột, kẹo dẻo, mứt quả. Đặc biệt còn có một hộp kem trái cây mà Dương Dương và Nhạc Nhạc rất thích ăn. Tuy vừa mới ăn sáng xong, nhưng nhìn thấy đồ ăn vặt này, Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn nhịn không được mà nuốt nước miếng. Đặt từng món đồ ăn vặt tới trước mặt của Dương Dương và Nhạc Nhạc, Ngụy Hải Trung ngẩng đầu nhìn xem xung quanh. Tiểu Hà đâu? Sắc mặt của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt của Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng biến mất. Ông bà Từ thở dài một hơi. Triển Tô Nam trả lời:
Hôm nay Tiểu Hà có chút không khỏe, đang ở trên lầu. Xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Hải Trung và Nghe Hồng Nhạn vừa nghe như thế thì trên mặt không còn tươi cười nữa. Triển Tô Nam nói: Sáng nay thức dậy, em ấy bị ho khan, sắc mặt cũng không có được tốt. Bọn em bắt em ấy ở trên lầu nghỉ ngơi. Trong lòng của Ngụy Hải Trung và Nghe Hồng Nhạn hiểu rõ, bệnh cũ của Cố Khê lại tái phát, không khí trong phòng khách lập tức trở nên nặng nề. Lúc này có một người đi tới, vừa cười vừa chào hỏi: Anh Hải Trung, chị dâu, Tiểu Hà, ba ba, sao em lại xuống đây? Ngụy Hải Trung đứng lên, Triển Tô Nam và Kiều Thái Bắc cũng đứng dậy, bước nhanh đi tới. Hướng hai người lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không có việc gì. Cố Khê bước tới ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt thật hâm mộ mà nhìn vào cái bụng keo keo của Nghe Hồng Nhạn, rồi lên tiếng trách cứ: Anh Hải Trung, trời lạnh như thế này sao anh lại dẫn chị dâu ra ngoài chứ? Nghe Hồng Nhạn lo lắng mà nhìn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt của Cố Khê, nói: Từ sau khi mang thai, chị liền có chút sợ nóng, hiện tại mới cảm thấy mát mẻ được một chút. Tiểu Hà, thân thể không thoải mái thì em lên lầu nghỉ đi, không cần phải xuống đây đón tiếp anh chị đâu. Bà Từ cũng khuyên nhủ: Tiểu Hà, con lên lầu nghỉ đi. Triển Tô Nam bưng cho Cố Khê một ly nước ấm. Cố Khê uống hai hớp rồi nói: Con không sao, nếu mệt thì con sẽ đi nghỉ. Tiếp theo, cậu nói sang chuyện khác: Chị Hồng Nhạn, Tết năm nay chị và anh Hải Trung sẽ ở Danh Hải hay là về với ông bà? Nhìn ra Cố Khê không muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Kiều Thiệu Bắc đứng dậy đi vào trong bếp. Triển Tô Nam cầm lấy một chén cháo bột mà Ngụy Hải Trung mang đến đưa cho Cố Khê. Anh Hải Trung mang đến, ăn một chút không? Được. Cố Khê buông ly nước xuống, cầm lấy chén cháo bột. Sau khi Cố Khê ăn một muỗng cháo bột, Nghe Hồng Nhạn mới trả lời: Chị và anh Hải Trung sẽ đón Tết ở Danh Hải, chờ sau khi sinh em bé ra rồi thì chị mới đưa về cho ông bà gặp. Khi nào thì chị xin nghỉ để sinh em bé? Còn sớm mà, chị không muốn nghỉ phép sớm như vậy. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, đứa bé cũng rất yên ổn, mỗi ngày chị cũng có thể ăn có thể ngủ, cả người cũng cảm thấy rất là khỏe. Cố Khê nở nụ cười, trong nụ cười chứa đầy hâm mộ cùng khát vọng. Triển Tô Nam nhìn không được mà ôm lấy Cố Khê trước mặt mọi người. Người hầu đem nho đã được rửa sạch sẽ, Nghe Hồng Nhạn nói: Tiểu Hà, em ăn nhiều một chút, thứ này bổ máu. Ba ba ăn đi. Dương Dương và Nhạc Nhạc đứng lên cầm lấy một quả nho đút đến bên miệng của ba ba. Cảm ơn. Cố Khê mỉm cười, há miệng ra ăn. Ngụy Hải Trung rút khăn giấy đưa cho Cố Khê, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng lấy khăn giấy để trước mặt của Triển Tô Nam, ý là để cho bọn họ phun hộp. Triển Tô Nam đưa tay tới để cho Cố Khê nhổ hộp ra. Cố Khê ngượng ngùng tránh đi, phun hộp lên khăn giấy. Kiều Thiệu Bắc quay lại, trên tay bưng một cái chén. Hắn cầm cái chén đặt ở trước mặt của Cố Khê, nói: Tiểu Hà, em ăn canh tuyết lê đi. Được. Áp chế cơn ho khan, Cố Khê đặt chén cháo bột đã ăn hết xuống, bắt đầu ăn tuyết lê. Nhạc Nhạc cầm lấy một trái nho đưa đến bên miệng của ba Kiều. Kiều Thiệu Bắc vui vẻ mà ăn lấy, còn cố ý cắn một cái lên ngón tay của Nhạc Nhạc, khiến cho Nhạc Nhạc cười khúc khích. Dương Dương bị thương nên làm nũng nằm ở trong lòng của ba Triển ăn nho. Triển Tô Nam lào miệng cho nhóc. Nhìn cảnh tượng ở chung vui vẻ của cha con năm người này, ánh mắt của Ngụy Hải Trung trở nên thâm trầm. Cố Khê rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng của Nghe Hồng Nhạn, hỏi này hỏi kia. Cậu chưa từng kiểm tra thai nhi, nên khi Nghe Hồng Nhạn kể lại những biến hóa khác nhau xuất hiện khi kiểm tra thai nhi mỗi tháng, Cố Khê rất tập trung. Nhưng cậu không biết sự tập trung đó đã khiến cho Triển Tô Nam và Kỳ Thiệu Bắc có bao nhiêu thống khổ. Dương Dương và Nhạc Nhạc cúi đầu ăn những món ăn vặt, trong lòng thì đang nghĩ, lúc bọn nó ở trong bụng của ba ba có phải cũng biến hóa như vậy hay không. Dương Dương cũng cảm thấy tò mò nên hỏi: Cô ơi, em bé trong bụng cô là em trai hay là em gái vậy? Nghe Hồng Nhạn cười nói: Cô không có hỏi, cô muốn đợi đến lúc sinh ra. Cô ơi, vậy thì khi nào em bé được sinh ra? Nhạc Nhạc hỏi. Nghe Hồng Nhạn sờ sờ bụng: Chắc khoảng 2 tháng nữa thì em bé sinh ra.
không phải sẽ rất nhanh sao? Đúng vậy. Dương Dương và Nhạc Nhạc cố ý nén ý muốn nhìn ba ba. Nếu ba ba có em trai hoặc em gái, vậy có phải bụng cũng sẽ to giống như cô Nghe hay không? Dương Dương bắt lấy tay của ba Triển hỏi: Cô Nghe, bụng của cô sẽ lớn hơn nữa sao? Nghe Hồng Nhạn gật gật đầu. Ừ, hiện tại bé chỉ có mới hơn 7 tháng, đợi đến lúc gần sinh thì sẽ to hơn một chút. Dương Dương hôn nhỏ, Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn, sợ hai em bé nói cái gì đó hớ ra. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc cầm trái nho đút vào miệng của hai đứa. Chờ đến lúc cô Nghe sinh em bé, ba sẽ dẫn các con đến bệnh viện nhìn em bé. Cũng nhận thấy mình sắp nói hớ, Dương Dương và Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật gật đầu, không dám tiếp tục hỏi những chuyện liên quan tới em bé nữa. Cố Khê có tâm sự nên không nhận ra sự khác thường. Nghe Hồng Nhạn và Ngụy Hải Trung có mục đích nên từ phản ứng của bốn người đã nhận ra bọn họ có một chút khẩn trương. Ngụy Hải Trung nhìn chăm chú vào khăn giấy chứa hộp nho trên bàn và cái muỗng duy nhất được Cố Khê ăn. Còn có Dương Dương, Nhạc Nhạc, Triển Tô Nam và Kiều Thiếu Bắc đã dùng qua, trong lòng cũng khẩn trương không thôi. Cố Khê ăn uống rất là ít nên khi ăn xong chén tuyết lê thì cậu cũng không ăn nổi được cái gì nữa. Ngụy Hải Trung chủ động đem cái chén không của Cố Khê vào trong phòng bếp, bao gồm cả bát cháo bột mà Cố Khê ăn khi nãy. Nói chuyện được một lát, Cố Khê ho khan rất dữ dội, tất cả mọi người bắt cậu phải lên lầu nghỉ ngơi. Cố Khê cũng không miễn cưỡng nữa, được Kiều Thiếu Bắc và Triển Tu Nam dìu lên lầu. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn thấy ba ba đi rồi, trên mặt là khổ sở. Nghe Hồng Nhạn sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của bọn nó an ủi: Thân thể của ba ba sẽ khỏe thôi, không cần lo lắng. Hai bé gật gật đầu, cũng không ăn uống gì nữa. Tin tức trên TV nói về vụ tai nạn xe cộ khốc liệt kia, sợ chút nữa ba Triển và ba Kiều xuống nhà sẽ nhìn thấy, lại đánh mông nhỏ của bọn nó. Nhạc Nhạc nhanh tay ấn remote đổi đài. Thấy bọn nhỏ không nói câu nào về chuyện mình cứu người, Ngụy Hải Trung và Nghe Hồng Nhạn ôm bọn nó một cái đầy yêu thương. Bà Từ ở một bên lắc lắc đầu thở dài: Các cháu nói xem, cái người này suy nghĩ cái gì vậy? Chỉ vì vợ muốn ly hôn mà hắn có thể lái xe tông vào người khác, đó là xe chở dầu đó. Nếu không phải đến phút cuối cùng hắn cảm thấy hối hận thì không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa đây. Cuối cùng cũng bỏ luôn mạng của mình, đáng giá sao? Ông Từ nói: Vợ của tài xế kia cũng là người chẳng ra gì, biết rõ chồng của mình đang lái xe mà còn ở trong điện thoại cãi nhau đòi ly hôn với hắn. Theo tôi thì người vợ này cũng phải chịu trách nhiệm. Dạ, đây là lỗi do người gây ra. Ngụy Hải Trung gia nhập thảo luận: Hiện tại các bộ vẫn đang kiểm tra đối chiếu số người chết thật sự, cho thấy sau này truy cứu trách nhiệm thì người vợ này cũng không có chạy thoát được đâu. Cho dù pháp luật không thể bắt bà ta, nhưng tòa án lương tâm cũng sẽ phán xét. Người trong phòng khách thảo luận sôi nổi về trận sự cố giao thông này. Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn bảo trì im lặng. Bọn nó không hiểu cái gì là loại ân oán tình thù của thế giới người lớn.